Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Step Việt Nam. Khi mà giày cao gót làm chân bạn đau, còn dép xẻo ngón thì lại quá đơn điệu, Step mang đến cho bạn đôi Adidas Denizen với vẻ ngoài vừa trẻ trung vừa năng động, lại còn có khả năng chăm sóc sức khỏe đôi chân. Đôi Adidas Denizen này có thực sự như miêu tả hay không? Hãy cùng xem hết video này nhé. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem những gì đã tạo nên đôi Adidas Denizen này. Adidas Denizen là một trong mẫu mới nhất của bộ sưu tập Adidas 2020 đang được rất nhiều người ưa chuộng. Về kiểu dáng, có thể thấy Adidas Denizen là một đôi giày thể thao với thiết kế cầu kỳ, làm nên vẻ trẻ trung và năng động. Phom giày nhỏ gọn, dễ dàng tùy chỉnh bằng dây. Thân trên của giày với chất liệu dệt kim đem đến độ ôm tùy chỉnh, có thể co giãn và nâng đỡ người mang trong từng bước di chuyển. Đế cao su đúc nguyên khối chắc chắn, bền nhẹ, đảm bảo độ thoải mái cho đôi chân suốt ngày dài năng động. Chi tiết phía sau gót giày góp phần làm nên vẻ sang trọng. Lót giày có thể tháo rời. Màu sắc trung tính, rất dễ phối đồ. Và đương nhiên là đôi giày này cũng được áp dụng công nghệ đá liên cô với thiết kế nông vờm giúp phân bổ lực trên bàn chân, mang đến sự thoải mái và êm ái. Chắc các bạn đang rất thắc mắc về khả năng chăm sóc đôi chân của Adidas Denizen mà lúc đầu video mình có nhắc đến. Thì mình cũng giới thiệu qua một chút với việc ứng dụng công nghệ đá liên cô, Adidas Denizen có khả năng phân bổ áp lực đồng đều trên bàn chân, ngăn ngừa và giảm các triệu chứng đau gót chân, viêm cơ ngang chân, nâng đỡ vòng chân, tăng tính cân bằng, giảm căng thẳng ở bàn chân, bảo vệ và giữ cho khớp bàn chân, cổ chân, khớp gối, hông, lưng đúng cấu trúc tự nhiên, đệm memory foam êm ái, thoải mái. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vệ sinh và bảo quản đôi Adidas Denizen này. Không dùng bàn chải với lớp vải bề mặt. Vệ sinh bằng khăn mềm và dung dịch chuyên dụng hoặc vệ sinh với nước và sữa tắm, dầu gội. Phơi trong mát, tránh ánh nắng hay nơi có nhiệt độ cao. Vệ sinh sạch, thoa một lớp sáp dưỡng trên bề mặt, bảo quản nơi thoáng mát khi không sử dụng. Với Adidas Denizen, các bạn có thể phối với nhiều loại trang phục dù là đi làm, đi chơi hay đi bất kỳ đâu. Về đồ thời trang của em này thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm nhé. Hy vọng những thông tin mà Step mang đến đã phần nào giúp ích cho bạn trong việc lựa chọn một đôi giày vừa hợp thời trang lại còn bảo vệ sức khỏe đôi chân. Nếu như các bạn thích em Adidas Denizen này thì có thể mua hàng online tại step.vn. Mình có để link dưới phần mô tả, các bạn có thể tham khảo thêm nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp các bạn các video sau.